Tống Kỵ Sĩ chấp 18, Viện trưởng Học viện Binh khí Tống Kỳ, Viện trưởng Học viện Nghiên tố Chu Hồ Dương. Viện trưởng Viện Chiến thuật Trương Lăng. Viện trưởng Học viện Hậu cần Ngô Khắc Cần. Viện trưởng Học viện Chiến tranh Ngô Mãn. Tôi là Viện trưởng Học viện Chiến tranh Ngô Mãn chào mừng các vị lựa chọn Đại học Tô Hàng này. Cuộc thi sinh viên mới lần này chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là bản sao khiêu chiến bí cảnh, dựa trên độ khó và thời gian qua ải quyết định thứ tự. Giai đoạn thứ hai là tự do khiêu chiến, mỗi người có 3 cơ hội để khiêu chiến. Những người có xếp hạng cao thành công thay đổi thứ tự xếp hạng. Chu Nghị và Khương Sơ Nhiên sao còn chưa xuất hiện, còn không tới trường thi nữa là sẽ mất tư cách tham gia cuộc thi tân sinh viên đó. Thật sự không nên nói cho cậu ta khi chưa có tin tức chắc chắn vừa cực hạn Băng Liên, bây giờ sắp tôi rồi. Ồ, các cậu nhìn thấy Chu Nghị chưa? Chưa nhìn thấy, cậu ta có phải quên cuộc thi tân sinh viên rồi? Có khả năng đó lắm, dù sao cậu ta một tháng rồi vẫn chưa trở về trường học. Chuyện tốt quá, chúng ta trực tiếp lỗi mất một đối thủ. Chu Nghị, cậu không ở trong trường đó luyện tập tự lãng phí thời gian một tháng. Bây giờ tới dũng khí tới tham gia cuộc thi tân sinh viên cũng không có. Cơ hội đặt ở trước mắt cũng không nắm lấy, thật sự đáng thương. Tiếp theo giai đoạn đầu tiên của cuộc thi tân sinh viên, bản sao khiêu chiến bí cảnh Bạch Ngân mở. Bí cảnh Bạch Ngân mở. Quy mô và thực lực của tân sinh viên lần này là mạnh nhất trong lịch sử, đích thực lực của mỗi người có thể phát huy tối đa nhất. Bảo sao biết cảnh này á, ngồi việc đơn giản khó khăn và cấp độ khó của ác mộng đặc biệt tăng thêm độ khó vượt sâu. Thế mà đã mở độ khó vượt sâu rồi, chẳng trách biết cảnh đại môn lại có ngọn lửa bùng cháy như thế. Vô lý, tôi nhớ độ khó của mô hình vượt sâu còn khủng bố gấp chục lần hấp mộng nữa. Tiếp theo có trò chơi vui chơi rồi. Tiểu gia, tôi chờ lát nữa nhất định sẽ quét sạch bản sao cấp vượt sâu này. Đem theo trang bị mã dược vũ khí tốt nhất của mọi người đi. Xuất phát. Bản sao biết cảnh hang ổ của Furu. Cấp bậc cấp 12 đến cấp 19, độ khó có thể lựa chọn đơn giản khó, ác mộng vượt sâu. Số người yêu cầu 1 đến 6 người, chú ý, trong khu rừng tối tăm và u ám, nơi sinh sống của một đám phu bù hung dữ. Người ta nói rằng cơ thể có người thậm chí còn không thể lấp đầy bụng của một con phu bù nhỏ nữa. Số thứ tự trận hải liên khởi động, bản sao độ khó cấp ác mộng, số thứ tự 002. Thẩm Linh Phong đã khởi động bản sao độ khó cấp vực sâu, số thứ tự 035. Lý Minh khởi động bản sao độ khó cấp ác mộng, số thứ tự 007. Vũ Kha khởi động bản sao độ khó cấp vực sâu, số thứ tự 016. Khâu Tinh khởi động bản sao độ khó cấp vực sâu, số thứ tự 022. Lý Tinh Hợ khởi động bản sao độ khó cấp ác mộng. Không tội, không tội. Đó là những đứa trẻ tràn đầy sức sống tích cực tiến về phía trước. Sao lại không nhìn thấy số thứ tự 001 và 003 vậy? Bảo các viện trưởng, 001 và 003 từ trước tới Cuồng Phong Sơn mạch để lịch luyện, vẫn chưa trở về được. Hồi đó, cuộc thi tân sinh viên quyết định phương hướng và tài nghiên tu hành trong tương lai. Chuyện quan trọng như vậy sao có thể tới muộn được? Tuổi còn trẻ mà cứ ý vào cái xếp hạng của mình cao liền trở nên kiêu ngạo, làm việc không biết cân đo. Viện trưởng, chú nghĩ không phải lỗi người như thế, cậu ấy là bởi vì...
Học sinh như thế còn phải rèn luyện tâm tính, không tới thì không còn phải tham gia nữa, trực tiếp sắp hạng cuối cùng. Chờ chút. Thật xin lỗi, bọn em tới muộn rồi. Số thứ tự 001, chú nghị khởi động bán sau rồi khó vượt sâu. Số thứ tự 001, chú nghị khởi động bán sau rồi khó vượt sâu. Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi. Bạn đã tới hang ngộ của Fugu, bạn đã lựa chọn độ khó vượt sâu. Chú ý, quái vật trong độ khó vượt sâu vô cùng điên cuồng. Xin hãy chú ý sử dụng thời cơ trục xoay trở về. Phước lành bình minh. Món quà cho lòng dũng cảm. Hy vọng độ khó trong lời đồn. Món quà của Thượng Đế. Món quà thủ hộ. Quái vật chiến binh của Fubu. Cấp bậc 17, tu chất bạch ngân, kỹ năng tốc hộ giáp, tấn công cuồng nổ. Quái vật người theo dõi của Fubu. Cấp bậc 17, tu chất bạch ngân, kỹ năng giảm tốc theo tôi. Quái vật chiến binh của Usa Fubu. Cấp bậc 18, tu chất bạch ngân, kỹ năng hào quang viên kiên cường, tiến đạp chiến tranh. Có thể khiến mình phát huy hết sức. Thuận ngạnh phá quân trạm bờ, liên tục huy động vũ khí, liên tiếp phóng kim khí, tạo thành trọng kích xuyên thấu phòng ngự của kẻ thù. Ngân tụ sức mạnh hố diễm toàn thôn, phóng hóa quyền cường hạn, đối với mục tiêu đơn tạo thành thương tổn cực lớn. Tồn phong tối tâm thết sơ, xoay người rồi nhảy lên, đập bấy cái thù ngã xuống đất, tám thời hôn mơ. Một lần lên cả 16 con phu bù, quá mạnh rồi. Tổng thể biểu hiện của kỳ tân sinh viên năm nay đều không tồi. Bản sao của phu bù là bản sao quyết cảnh khó nhất mà trường ta có. Trước đây tân sinh viên khi tiến vào bản sao sẽ bị đánh tới mức trở tay không kịp, từ đó bị loại khỏi cuộc thi. Năm nay thế mà đều kiên trì trụ vững. Các cửa sổ cho 001, tỏ phải xem lãng phí một tháng ở quần phong sơn mạch rốt cuộc 001 đã tới trình độ nào rồi. Chúc mừng thông qua của đầu tiên, giết 16 con phu bù, thời gian 5 giây. 5 giây qua ải. Vì sao chú nghĩ chỉ sử dụng kỹ năng bổ trợ thánh diễm quang lưng lại có thể lấy được hiệu quả cường liệt nhất của hội diễm để trực tiếp giết chết quái thú? Trừ phi điểm thuộc tính trí tuệ của chú nghĩ cực kỳ cao. Nguyên nhân khiến cho kỹ năng tổn thương cao có rất nhiều, tụ tính trí tuệ bút tăng mạnh, thiên tài địa bảo v.v. Chỉ là một trận chiến chưa thể xác định được đúng được. Người có thể nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu là tôi cũng không nhìn ra được quán luân kỳ quái đó là loại kỹ năng gì, hiệu quả ra sao nữa. Tôi nghĩ không hề lãng phí thời gian một tháng này, cái tên nhóc này thú vị đó. Sự trừng phạt của ánh sáng. Chúc mừng vượt qua cửa ải thứ hai, giết chết 200 con phu
Công phu vô, thời gian là 1 phút 23 giây. Ngộ giáo chiến thắng. Chúc mừng thông qua cửa ải thứ 3, giết được Công Phu Bồ, thời gian 3 phút 29 giây. Thông qua bản sao cấp vượt sâu, thời gian qua ải 4 phút 57 giây đánh giá cấp SSS. Bạn đã nhận được công nhận là thành người đứng đầu trong kỷ lục bản sao. Giải thưởng qua ải sách kỹ năng cấp B, chiếc búa sám hối, 13.212 điểm kinh nghiệm, 25 điểm thuộc tính tự do, 25 điểm kỹ năng. Chiếc búa sám hối vung cây búa có sức mạnh thần thánh về phía kẻ địch, sẽ khiến cho kẻ địch phải chịu thương tổn cực lớn. Với thân phận là người đầu tiên qua ải, bạn đã mở khó được một thành tựu thiên phú. Bạn đã chọn một trong ba điều dưới đây: chuyên chú phán hồn, quán hồn, a trừ. Tốc độ phản ứng thần kinh tăng 30%, lúc sử dụng kỹ năng sẽ có 30% không bị đứt đoạn. Tập hợp a trừ, sau khi tiến vào trạng thái chiến đấu, tốc độ di chuyển sẽ không ngừng tăng nhanh, nhiều nhất sẽ tăng 50%. Kiên định thủ hộ a trừ, trong khi sử dụng thơm khiên làm vũ khí, sức mạnh chống chịu sẽ tăng thêm 30%. Thông qua bản sao loại có thể nhận được thiên phú mới sau. Một người chuyên nghiệp có mạnh hay không có liên quan rất lớn tới thiên phú của người đó. Ban đầu mình chính là dựa vào thiên phú cấp S cộng, mới có thể ở trong hội nghị chuyển chức kích hục chuyển tới thánh kỵ sĩ. Đây chắc chắn là đặc quyền của bản sao cấp bạch ngân trở lên nhỉ. Dù sao bản sao thanh đồng của cuộc thi mình cũng đã có những ghi chép mới, nhưng không hề có giải thưởng như thế này. Ba chỗ mộ cũng khá là nhân tính hóa đó. Không còn lo lắng lấy một cái thiên phú vô dụng này. Kiên định thủ hộ hợp với thánh kỵ sĩ khi đi đường xe tăng. Kiên định thủ hộ hợp với thánh kỵ sĩ khi đi đường xe tăng. Nhưng mình không có nhiều chỗ để dùng. Tôi hình ngược lại cũng không tồi, chỉ có điều so với chiên chú quan hồn hơi kém một chút. Trong thực chiến, từ lúc nhìn thấy kẻ địch và tiến hành thi triển tấn công phản kích trở lại chính là cần tốn nhiều thời gian. Kẻ thù càng mạnh, công kích càng nhanh, vì thế tốc độ phản ứng thần kinh đương nhiên càng ưu thế càng quý giá rồi. Chiến đấu thiên biến vạn hóa, chiến chú quang hòa có thể giảm thấp nguy hiểm vì kỹ năng bị ngắt quãng có thể vận dụng như là một trục quay trục xoay chiến cực. Bản sao các vượt sâu đã thông qua, có muốn khởi động thẻ cửa phụ? Khi tức khiến người khác chán ghét được truyền tới từ cửa dịch chuyển. Hy vọng thẻ cửa phụ có thể khiến mình vui vẻ một chút. Thủ pháp chiến đấu khá khốc liệt đó, sức mạnh khống chế nghiêng tố một cách hoàn hảo. Tư duy nhanh nhạy, năng lực ứng biến mạnh mẽ, bản sao cấp độ khó vượt sâu quá nhưng không phí công mở mà. Chủ nghĩa rất hoàn toàn năng, không chỉ nắm vững pháp thuật công kích cực cường, còn tính đến cả khả năng tăng cường sức mạnh, thậm chí cận chiến cũng khiến người khác kinh ngạc không kém. Nhưng kỹ năng của thánh kỵ sĩ của chủ nghĩa quá toàn diện rồi, cứ vậy mà thăng cấp cộng thêm hao phí cực lớn, kết quả có thể biểu hiện bình bình. Đây quả là một vấn đề. Cho tới khi cuộc thi tân sinh viên kết thúc, tôi sẽ đích thân nói với cậu ấy. Viện trưởng Ngô, chú Nghĩ còn chưa quyết định tới học viện nào, còn chờ cậu ấy chọn xong, nên đã hiệu trưởng bên đó đi nói thì hợp lý hơn. Không sai, mọi thứ đều phải chờ chú Nghĩ chọn học viện nào rồi mới nói được. Chú Nghĩ rất thông thạo pháp thuật kiên tố, rất phù hợp với học viện nghiên tố. Đây là bắt đầu cướp người rồi.
Xem ra mọi người đối với Chu Nghị rất hài lòng. Đáng tiếc tôi đến muộn rồi, chưa được thấy cậu ấy thể hiện toàn bộ thực lực. Hiệu trưởng, tình cảnh này không phải ở đây đã từng tổ chức một nghi lễ tà thần chứ? Thế giới này đã có quang minh thần, đương nhiên sẽ có tà thần tương ứng. Tà thần không chỉ là cái tên gọi của thần hắc ấm, mà còn là tên gọi chung những vị thần hỗn loạn điên cuồng. Hai người này có khác biệt rất lớn. Sùng bái quang minh hoặc thần hắc ấm chỉ cần trung thành sùng bái là được, mà sùng bái tà thần lại phải cần sinh mệnh và linh hồn tinh khiết. Sự kiện Huyết Yên kế tiến vài năm trước là do một vị tam chuyển chức nghiệp sùng bái tà thần làm ra. Hắn ta bí mật lên kế hoạch hiến tế một thành phố tầm trung, cả nghìn vạn sinh mệnh chết yếu chỉ trong một đêm, mà trong tích tắc hắn đã thăng lên cấp từ 54 lên 89. Mặc dù hắn đã bị tiêu diệt bởi quân đồn và sứ giả tuần tra, nhưng cái nghìn vạn linh hồn bị tà thần nuốt chửng vẫn không thể sống lại. Từ đó về sau, Trung Hạ Quốc nghiêm cấm sùng bái tà thần, một khi phát hiện lập tức tử hình. Nhưng mà thực lực sùng bái tà thần vẫn không ngừng tăng lên, không ít người tình nguyện đi vào mạo hiểm. Đương nhiên không chỉ có nhân tộc mới sùng bái tà thần. Thú tộc, tinh linh tộc, thiên sứ tộc đều có khả năng sùng bái tà thần. Quái vật ủ hồn phu bù cấp vật cấp 19. Chú ý, thủ lĩnh tộc phu bù ủ linh thợ tiến hóa sau khi nghi lỡ tà thần. Mẫu thịt tinh khiết lâu lắm mới gặp, nhân lỗi ngươi thật thơm.